23 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của Toàn dân và Cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghiệp vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có quyết định số 21 ngày 25 tháng 2 năm 2021 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng đại biểu được bầu là 50 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 13. Sau đây chúng tôi tiếp tục thông tin các tổ bầu cử ở Mường Tè, Nậm Nhùn. Huyện Mường Tè, đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã Bum Tở, Can Hồ, Mường Tè, Mù Cả, Thu Lũng, Ca Lăng, Tá Bạ, Bum Nưa, Vàng San, Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Tà Tổng và thị trấn Mường Tè. Số đại biểu được bầu là 5 đại biểu. Huyện Nậm Nhùn, đơn vị bầu cử số 13 gồm các xã Pú Đao, Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Manh, Mường Mô, Nậm Trà, Nậm Ban, Trung Trải, Nậm Pì, Hua Bùm và thị trấn Nậm Nhùn. Số đại biểu được bầu là 3 đại biểu. Sáng ngày 2 tháng 3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu các đài phát thanh truyền hình, các tỉnh khu vực phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng chính thức diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc và nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, cũng như bạn bè quốc tế. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội 12, đồng nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Sau 8 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của đại hội, phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến giữa thế kỷ thứ 21 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, đã nhận được 368 điện hoa chúc mừng của bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu. Theo mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu, năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi kết luận của Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, chỉ lệnh quân sự quốc phòng năm 2021 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả của các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi. Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình, gắn với xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đến 18 giờ ngày 1 tháng 3 đã có thêm 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 5 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang. Đến sáng ngày 2 tháng 3 lại có thêm 11 ca mắc mới.
Theo bản tin 6 giờ sáng ngày 2 tháng 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong vòng 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 2.472 người. Số ca bệnh ghi nhận trong nước từ 27 tháng 1 đến nay là 868 ca. Đáng chú ý là 11 ca này đều ở Hải Dương. Hiện cả 11 bệnh nhân trên được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2, không có khả năng lây ra cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép sang thăm thân, làm thuê để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó đã tổ chức tuyên truyền được 310 buổi tại 177 bản với gần 23.000 lượt người nghe. Phát huy hiệu quả của 10 cụm loa truyền thanh tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết bệnh, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các xã biên giới. Tính riêng trong tháng cao điểm tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các đơn vị đã in phát hơn 8.200 tờ rơi, cấp hơn 4.300 khẩu trang y tế kháng khuẩn, tổ chức cho gần 7.200 hộ gia đình ký kết thực hiện các biện pháp phòng dịch, hướng dẫn và hỗ trợ gần 2.000 người cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone. Tháng 2 có tuần nghỉ lễ đón Tết cổ truyền của dân tộc nên nhu cầu sử dụng sản phẩm từ thịt lợn, thịt gia cầm tăng cao. Từ đó số lượng đàn lợn, đàn gia cầm tiêu thụ nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng 2 đạt trên 1.000 tấn, trong đó sản lượng thịt lợn tiêu thụ chiếm 71%. Những ngày cận Tết, giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ, lên mức 85.000 đồng trên 1 kg, tăng từ 3 đến 5.000 đồng trên 1 kg so với các tháng trước. Đến cuối tháng 2, giá thịt lợn đã giảm nhưng không đáng kể. Hiện nay các cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung tái đàn trở lại để bù lại lượng tiêu thụ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hơn 4 năm qua, Đảng ủy thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng một cách linh hoạt sáng tạo và đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn được chi bộ, trường trung học cơ sở thị trấn Sìn Hồ chú trọng triển khai nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường đã viết bản cam kết đăng ký học Bác bằng những việc làm cụ thể gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung học tập và làm theo Bác được chi bộ nhà trường triển khai gắn với cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện cái chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân tôi là một giáo viên dạy học trong nhà trường. Chúng tôi bản thân luôn cố gắng để tu dưỡng đạo đức và trau dồi chuyên môn, cố gắng là truyền đạt tất cả những nội dung kiến thức tới học trò. Và trong quá trình giảng dạy thì tôi thường xuyên học tập để tự học tập để nâng cao chuyên môn và giảng dạy có tinh thần trách nhiệm, cũng như là đối với học sinh thì mình luôn lựa chọn những cái phương pháp dạy học gần gũi nhất để làm sao các trò có thể nắm bắt kiến thức một cách dễ hiểu nhất. Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ hiện có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 218 đảng viên, trong đó có 7 chi bộ bản, tổ dân phố và 5 chi bộ khối cơ quan. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy, Đảng ủy, thị trấn cũng đã ban hành kế hoạch tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, hội, đoàn thể, tổ chức, quán triệt học tập sâu rộng nội dung tinh thần của chỉ thị số 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo chuyên đề hàng năm. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc học Bác được thực hiện theo phương châm tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc, trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe và có trách nhiệm với người dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. Chính đã tổ chức các cái hội nghị để quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần của chỉ thị cũng như là các cái chuyên đề hàng năm đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Và sau đó xây dựng các cái kế hoạch, các văn bản hướng dẫn để chỉ đạo việc tổ chức học tập chỉ thị cũng như là
các cái chuyên đề hàng năm đảm bảo là đầy đủ kịp thời, và đồng thời đối với đó là chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là xây dựng các cái bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm, và căn cứ vào các nội dung chuyên đề thì đảng ủy đã chỉ đạo đến Mặt trận Tổ quốc và các cái chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các cái buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Sau khi tuyên truyền triển khai việc thực hiện học tập và làm theo Bác, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn đảng bộ thị trấn đã có sự chuyển biến về tư tưởng, tích cực phấn đấu học tập và làm theo Bác, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị và từng khu dân cư. Đặc biệt năm 2020, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song nhờ thực hiện tốt chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế tiếp tục phát triển vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 đạt trên 5,8 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch. Thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh đã giúp tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3%, giảm 3,9% so với năm 2019. Để thực hiện cái chỉ thị 05 trong cái thời gian tiếp theo thì Đảng ủy thị trấn sẽ tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức học tập quán triệt nội dung tinh thần của chỉ thị cũng như là các cái chuyên đề hàng năm đến với cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người dân trên địa bàn, và tổ chức cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức là đăng ký và xây dựng cái bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm, và lấy đó là một cái tiêu chí quan trọng trong cái việc đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy thị trấn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt việc thực hiện tự tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, cùng nhau thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Theo kế hoạch, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Nậm Nhùn sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân của huyện đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Thanh niên Lò Văn Nết, bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn là một trong 4 thanh niên trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, bản thân Nết đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ để làm tròn nhiệm vụ của một công dân. Em rất thích đi bộ đội và em rất yêu màu xanh áo lính và quyết tâm để bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này thì em đã sẵn sàng chuẩn bị như là xà phòng, ra gội để chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ. Những ngày vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các xã thị trấn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển và gia đình để tạo không khí vui tươi phấn khởi trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ. Đối với Ủy ban thị trấn thì khi khám sơ tuyển thì có danh sách cụ thể thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là đối với lãnh đạo ủy ban, chúng tôi cũng đến động viên các cháu và gia đình. Đến thời điểm hiện tại thì gia đình cũng như là các cháu cũng sẵn sàng là tư tưởng là chờ đến ngày nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Nậm Nhùn có 63 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 50 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 13 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, huyện Nậm Nhùn đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên huyện cũng sẽ thực hiện theo đúng sự chỉ đạo, tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm. Thực hiện cái lễ giao nhận quân này thì chúng tôi thực hiện nghiêm theo cái hướng dẫn số 689 của Bộ Tham mưu Quân khu 2 và các cái điện
của Bộ Chỉ huy tỉnh để triển khai về công tác tuyển quân trong cái điều kiện là dịch Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp. Hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các cái mặt chuẩn bị cho đón tân binh và bố trí cái ăn ở, sắp xếp và hiệp đồng chặt chẽ với các cái đơn vị nhận quân, rồi là tổ chức các cái biện pháp bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 khi mà đón nhận tân binh, và cũng sẵn sàng là đúng ngày mùng 3 tháng 3 là chúng tôi tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức cái buổi lễ giao nhận quân, bảo đảm trang trọng đúng nghi lễ của quân đội và bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu trên giao đúng luật. Vào ngày 3 tháng 2 tới đây, hơn 30 tân binh trên địa bàn huyện Nậm Nhùn sẽ khoác ba lô lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, mang theo nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Những thanh niên ưu tú của quê hương Nậm Nhùn sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Năm học 2020-2021, toàn huyện Than Uyên có 35 trường, 676 lớp, 18.946 học sinh. Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên còn chú trọng tới công tác duy trì sĩ số gắn với phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại trường tiểu học thị trấn Than Uyên, sau Tết, ngoài việc duy trì sĩ số, thì công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm chú trọng hơn bao giờ hết. Trước khi đón học sinh trở lại trường, đơn vị đã thực hiện tổng vệ sinh, lau khử khuẩn, sắp xếp lại lịch học để tránh học sinh tập trung đông người. Cùng với đó, công tác tuyên truyền tới các giáo viên, học sinh và phụ huynh được đặc biệt quan tâm thông qua loa truyền thanh và qua ứng dụng Zalo. Sau khi được thầy cô tuyên truyền về dịch COVID-19, thì chúng cháu theo lời của các cô làm đúng theo thông điệp 5K, rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước. Ở nhà thì trước khi đi học, chúng cháu được bố mẹ đo thân nhiệt, nếu không có những dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì mới đi học. Ở nhà trường cũng thực hiện cái nhiệm vụ là phòng chống dịch là chính. Thì nhà trường là việc đầu tiên nhà trường thực hiện đó là làm công tác tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền qua các nhóm Zalo lớp, đấy rồi sổ tay cái thực hiện phòng chống dịch trong nhà trường là cũng được các thầy cô nắm và triển khai đến các cha mẹ học sinh để chuẩn bị phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi. Năm học 2020-2021, toàn huyện Than Uyên có 35 trường, 676 lớp, 18.946 học sinh. Cùng với việc tăng cường duy trì sĩ số sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện còn chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống dịch. Trước khi học sinh đi học trở lại, Phòng Giáo dục yêu cầu các đơn vị trường chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, hệ thống nước rửa tay sát khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp học, phòng cách ly. Đối với trường bán trú, yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác vệ sinh khu nhà bếp, bát đĩa, bàn ăn, đồng thời tổ chức cho học sinh học tập, sinh hoạt bán trú, đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống dịch. Đối với công tác phòng chống dịch thì hiện nay thì đối với ngành là thực hiện cái nghiêm chỉ đạo của ban chỉ đạo các cấp để thực hiện tốt về cái công tác phòng chống dịch. Hiện nay thì đối với khi mà học sinh đến trường thì trước tiên là cũng sẽ kiểm soát về cái học sinh tiếp xúc để chúng ta yêu các yếu tố dịch tễ để chúng ta có những cái sàng lọc ban đầu. Thế và chúng ta đối với ngành thì các nhà trường cũng đã chuẩn bị về các cái dung dịch sát khuẩn, vệ sinh trường lớp, thế rồi là các cái điều kiện về trang thiết bị y tế để phục vụ tốt nhất cho cái công tác phòng chống dịch trong cái giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, Phòng Giáo dục còn yêu cầu các đơn vị trường tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về tình hình dịch bệnh như thực hiện tốt 6 bước và thông điệp 5K về phòng chống dịch, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho con đến trường như nước uống, khăn lau tay, khẩu trang, làm tốt công tác tổng vệ sinh, lau khử khuẩn và các điều kiện khác về công tác phòng chống dịch COVID-19.